có ông đây kia nằm dưới chân của ông nè. Quát rồi, tiền bát quát rồi, bán hả, để bò lại là ngã hầm, ở đây có thân khẩu rồi, không có bò cho đây nghe, bò chung với cái bậc Phật đó, nằm tĩnh tâm đi, ở ngoài ta rờ ta có tiền hết rồi, đi cho mầm nhiễm về, rồi ngoài bò có bệnh lại, vô chung cái bậc Phật á. Sao đó quẹo qua nghe không chung với cái sống nè. Rồi ông đi kìa, dậm dò, ông dậm dò kìa. Tại cái miếng gạch chỗ đó nó bị chở bị cái móng nó mòn. Dạ, vậy là đi. Do cái gạch nó trơn nè, gạch men của mình trơn nè. Chợt cứ nghe bịch bịch cái mai. Quẹo qua, quẹo ra ngoài rồi đi mới là chung với phần Phật được. Để cởi ra làm sao? Nằm mà chứ té hoài nằm mà. Thấy bợ thôi, thấy bợ chung với cái bằng Phật đó mới là đúng tiêu chuẩn thôi. Còn nằm đó là chưa đạt tiêu chuẩn. Ôi, chui vô được cái đó luôn mấy. Ôi, chẹo qua luôn kìa ông, chẹo qua luôn kìa sư ông. Chưa tự động. Chẹo qua luôn kìa. Làm dưới hay dưới. Chẹo qua luôn. Ôi, chẹo qua đó luôn kìa. Ông chẹo qua luôn, ông chẹo qua cái chân trống luôn kìa. Ông chẹo qua chân trống luôn kìa. Đó được rồi, dưới ngay đó luôn rồi. Chẹo qua luôn, ông chẹo qua luôn. Kìa kìa, ông nóc bắt đầu lên. Ông nóc bắt đầu lên, ông chẹo qua luôn kìa. Vô được rồi, được rồi, được rồi. Kìa kìa, ông chết cuối cùng. Rồi rồi, đã qua được rồi. Qua được rồi, chẹo qua luôn được rồi. Trong này nằm mà vô ngay chỗ bàn thờ nằm luôn. Tới đâu là vô. Vô lên. Chán không rồi. Dạ, đi xuống. Còn đi chỗ. Còn nghe. Rồi đây nghỉ rồi đó, rồi vô đó nằm rồi đó. Mệt rồi. Mình ở đây ngồi được tổng cộng nhiêu. Rồi thôi quên. Ông quỷ này biểu biến biến ông ăn biến thiệt bự ra ông làm chèo hả không hết ăn ai. Wow. Dạ gì cừ quay đưa thế phải không ơi ơi vậy à, mấy con á cho nên á thầy cũng có ý kiến với tất cả nhân dân nam nữ của mình con quy á mà nó có một cái căn tu như vậy nó biết nghe lời thầy vậy thì nó sống hiền hậu như vậy thì mình ở đời thiếu gì thích can ha mình gặp ổng thôi mình tha ổng cho ổng tu hay là ổng đi đâu đi chứ đừng có giết ổng mình giết thì nếu bắt được thầy thả hay bắt thầy. Được thả hoặc là đem vô chùa ơi hả bây giờ chùa vô chùa này ông cho quy là... chứ không phải ông rùa hả ông quy vô chùa thắng cho rồi sao hay lại sao nói là phải đưa về khu bảo tồn dạ lời hiếm quý hiếm mà nhân dân thì không tin mấy ông bảo tồn không còn cái gì hết trơn á rồi thành ra dân này đem lại chùa chứ người ta đâu có đưa cho mấy ông thôi nói cái đó hơi mít lòng. Chứ còn ta tin là chùa là tin thầy ví dụ thầy núi từ thôi ông quy chết ở bển là ông vào chùa 1948 năm nay là 2021 rồi thì thầy vẫn nuôi như vậy nhân dân thấy thầy nuôi như vậy có chết thì thầy chết hết một ông thì thờ trong lòng kính đó
thầy thờ rất, thầy nuôi rất kỹ, mình đã bao nhiêu người ta tin tưởng đem lại để mà có tin thầy nuôi. Rồi bây giờ mình nói giao cho mấy ông rồi. Mình giờ còn tất cả bao nhiêu ông hay chưa? 18 ông. Dạ, 18 ông. Cũng ông nào cũng trên 100 tuổi hết. Đúng rồi, trên thế kỷ hết. Đều nói chơi đi chống với năm chèo nữa. Để mà không táp thì dùng tự quỷ vô. Một con một thôi. Yeah. Là biến lên trong bự bự hơn cái chùa nữa. Hoài biến hoài không căng ra không hết ăn tình người ta. Chứ không có đợi đức thầy về mà. Dạ. Câu 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 chuyện nó giống như là câu chuyện nói vui ha thầy. Dạ. 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 Thành quý rồi. Thằng quý. Thằng quý. Rồi mấy con thấy không? Nãy giờ lại quay cái bông sen nè. Bông sen đó đấy. Màu trắng bây giờ nó vô màu hồng phấn rồi đó. Dạ. Cơm nó bỏ 5-6 tiếng là cái sen này là không ngoài hồ. Cho nên Đức Phật nói là quả diễm quá hồng ly mới địa linh nhân kiệt. Cho nên cái loài này miễn thôi. Chế bỏ bơm rã chất độc khoa học thì khắp nơi hành tỷ tỷ, thấy không? Thì cho nó không có xuất hiện. Cho nên xuất hiện ở đây cũng có một cái sự quyền di hay quyền bí gì mình cũng không hiểu. Mà tồn tại đến bây giờ là quyền bí. Mà thầy thì ở đây hồi 8 tuổi, chứ sư ông là bác ruột của thầy, của sư ông hồi trước. Hòa thượng đầu đường giảng sư ngày xưa rồi thầy hồi đó cũng ham ăn, động vụ, ông đi đám rồi có bánh cúng bánh cắp rồi chuối rồi đó, ông dụ rồi heo ăn, ông rồi ông nói nhỏ với ông già, mày con đông thôi mày cho tao một đứa đi, mình đâu có hay vụ hợp đồng kính nhau đâu, rồi ông dụ biết rồi ở, rồi thầy do là mấy quy này hồi 8 tuổi là mấy quy này bằng cái gì tuổi bằng cái dưới bạn rồi, rồi cho ăn không sao thầy cho ăn. Tới năm thầy 15 tuổi ông chứ ông tịch diệt chết. Rồi 16 tuổi thầy lên thầy làm chủ chùa. Mà cái chùa này nó có từ đời vua Thiệu Trị 1847 vào năm 66 là công trường tỉnh đội Vĩnh Long đúc vũ khí súng đạn tại chùa này. Vì cái chùa này cảnh đại già lam, chùa lớn như thấy khóc am. Thành ra Mỹ đem bơm bỏ sập cái chùa này lúc đó là ông đại tá Huỳnh Ngọc Diệp, tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Long chế độ cũ, bay máy bay lên giải giấy đặt ống loa kêu dân chúng trong khu vực chùa di tản trong vòng 3 bữa hủy diệt diệt cộng. Đúng 3 bữa đem bơm lên làm cỏ chùa, bỏ trong ngày 32 cái tan quan chùa chiền bẩm thành. Rồi mấy cách mạng mới dỡ chùa lấy cái cột cam xe tấn giao thông hào công sự. Rồi trong công trường của tỉnh Vĩnh Long nó cắt cột cam xe khúc khúc ra chế làm đuôi bơm xà lan bắn sập đồn bót, còn như cây dụng thì bữa củi chậm hết. Thành ra cái chùa còn nàng đã không, bởi Đức Phật nói từ chỗ không mà có, rồi từ chỗ có thì hoàn vậy. Hôm nay sư ông 83 rồi con. Dạ. Nhà nước lo rồi, nhà nước nuôi rồi. Minh mẫn quá. Một tháng sư ông lãnh được 270 ngàn. Dạ. Mà những hộ hội từ thiện lại lãnh xin 200 trăm. Xin rồi thầy trong tháng không có một bạc nào hết. Xin đi làm từ thiện. Lãnh xin á. Dạ. Cho tao lãnh tháng có 270 ngàn. Mấy người bây xin một hai đợi kỳ tao còn gì, tháng này tao đói luôn á. Sư ông ăn uống vẫn bình thường hả sư? Vẫn bình thường. Dạ. Có chết sư ông nữa mà có chết đi nữa cũng vậy. Dạ. Bộ đồ này còn tốt, chắc lẽ là đưa ra cái vấn đề hiến xác bộ đồ này còn tốt. Nó không hư, bị nó còn nguyên mà. Bị hồi đó bơm nó bỏ ói ra máu đó là bị gì, 3 cái máu độc nó ra hết. Dạ. Còn 3 máu tốt lại. Cho nên sư ông học máu anh Đài học máu lưu sinh bá chết, sư ông chết. Giờ tụi con mới gặp. Thấy sư ông trên đài không rồi, trên truyền hình không rồi. Ở đây thấy sư ông ở ngoài là rất là khỏe và vui vẻ luôn. Minh mẫn quá chừng. Rồi người ta nói cái sen này đó, cái cọng nó đó,
gai không mà mình cắt lên mình tước á, rồi mình nấu chua mình ăn, nấu lẩu rồi ăn, nó trị khớp rồi hay lắm. Rồi mấy ông làm mấy ông cái này là chất độc màu da cam đó, ông ăn vô là ông bị chất độc màu da cam. Tao ăn hồi đó giờ chất độc màu da cam đâu tao không thấy, mà tao thấy tao chỗ đầu mồi tùm lum hết trơn. Thôi chúc quý vị mà sống vui, sống khỏe, bà con cũng vậy. Mình ráng làm hiền thì gặp lành. Cho nên trong kinh kệ có nói thông minh mà thiếu đạo màu. Mình giỏi thông minh mà gạt lừa người ta, mình sống bằng cách ngồi nhà mát hưởng bát vàng, ăn sung mặc sướng. Cho nên thông minh mà không có cái đạo đức, nó là thông minh mà thiếu đạo màu. Uổng thay cho có cái đèn dầu mà không thiêng. Bởi vì không có đức thì cũng không có ích lợi gì. Còn Đức Phật cũng không có nói gì, thì bây giờ Thầy nhắc lại. Phật có dạy mình là từ bi hơn giá ngọc ngà. Chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi, tuy làm đạo pháp vô vi mà trong vạn vật không có quay bằng cái vô vi của Đức Phật. Cho nên Phật có đi vào cái chỗ công. Cho nên Phật cũng bỏ hết tất cả, ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con cưng dưỡng bỏ hết, cũng đi tìm con đường để mà cứu độ chúng sinh, cũng bỏ hết. Cho nên trong khi mà ông trở lại cái người ăn mày, bưng cái bình bát đầu làng cuối ngọn đi xin ăn. Rồi cuối đời cái ông ăn mày thì ông chết, ông ngã ra ngoài gốc cây ông chết, không có tấm lá đội đầu. Trước khi chết ông còn la lên một câu mà các hàng tăng không có nghe sao. Rồi có người nói tôi học tiến sĩ Phật, học thạc sĩ Phật, học lại học cơ bản, mà sao ông chối cái gì tôi không nghe. Là rất khi ông ngã ra ông chết rồi ông chối, ông nói là của cả nhiều, là phiền não nhiều, ông ngã ra ông chết. Còn bây giờ thì cho nên ông mới thiệt là đi vào chỗ công, xã phú cầu bệnh, xã tăng cầu đạo, ông cạo cái đầu luôn. Ông không còn gì hết. Còn bây giờ tăng đồ của nhà Phật của mình nói thì đụng chạm thôi, không nên nói nhiều. Nói nhiều trật nhiều. Nín là vàng, nói là bạc. Thôi, tụi con để cho sư ông nghỉ ngơi, tụi con cảm ơn, chúc cho sư ông thật nhiều sức khỏe.